con đến thầy thì đấy. Cứ học thế này khổ tao bỏ học mất. Mày cứ nghĩ nói như thế, làm gì nó phải bỏ học đâu. Mày thử nghĩ xem này, học khoa tự nhiên mỗi ngày tôi chỉ cho thực hành. Thỉnh thoảng kiểu thực hành thí nghiệm ấy, không thì học lý thuyết rồi nghe giảng. Có cho các bạn làm PowerPoint nhưng mà chán lắm luôn ý. Thỉnh thoảng thì có khi cô sao cả bài tập về nhà của nhóm ấy, xong cô gửi lên trên thư viện. Nhưng mà như thế mình không được kiểu ra mắt trước toàn trường nữa. Ước gì có cái câu lạc bộ hay là hôm nào nhà trường tổ chức lễ hội gì mà cho bọn mình giới thiệu hết các loại sản phẩm lên nhở. Ừ, tao cũng phải có ý tưởng đấy. Nhưng mà ý sau của máy thì được đáp ứng rồi. Tao nghe nói thằng cô vừa mới bảo là đang lập ra một câu lạc bộ, có mang tên là câu lạc bộ STEM và đang tuyển thành viên. Mai cô sẽ bắt đầu cho mọi người mình đăng ký đấy. Mày không biết đấy ở đâu đấy? Tao mới nghe cô nói xong. Không bảo trên giường đấy á? Đúng rồi. Mà tao bảo là hình như cái câu lạc bộ STEM đấy chẳng biết được có nhiều người tham gia không nhỉ? Vào đấy thì có ích lợi gì? À, đúng, mày cứ vào đi, chắc là phải có nhiều ích lợi lắm cô mới lập ra chứ. Nhưng mà hàng đứa cho cô biết cô đang giảm đến đâu rồi? Dạ, nghe hiểu cô là cô đang giảm đến bài vùng đối với thực hành xác nghiệm của đương nhiên ạ. Cô đang giảm đến phần nào rồi? Dạ, cô đang cho làm thí nghiệm ạ. Giờ cô cho làm thí nghiệm, hai bạn bên ngồi bên dưới nói chuyện. Hai bạn đang nói gì, nói cho cô nghe xem với. Dạ, thì cô gọi em đang làm cái câu lạc bộ trên tay mà. Hai bạn ngồi xuống. Giờ sao trong giờ cô hai bạn không được phép nói chuyện về các vấn đề bên ngoài nữa? Sau đây thì cô cũng không bảo luôn nhà trường tổ chức một câu lạc bộ mang tên câu lạc bộ STEM. Các bạn nào yêu thích môn khoa học tự nhiên, muốn làm nhiều thí nghiệm hơn thì ngày mai đến đăng ký với cô nhé. Vâng ạ. Hàng ơi, đi làm thuốc từ sâu đi. Sao thế đâu hết rồi?
biết cách để làm bước trừ sâu này. Đầu tiên là chúng mày phải có mọ xịt các thứ nhá, chuẩn bị đủ nguyên liệu có gửi trên nhóm rồi ấy. Ớt tỏi, đây là bước trừ sâu sinh học ấy, thì mình ra ớt tỏi gừng ra xong rồi cho vào rồi ủ rượu khoảng 2 đến 3 ngày thôi là đổ ra rồi lọc là có thể dùng được nhá. Nắm đi, nghe ta nói xong nắm đi nhá. Dạ, không muộn rồi đấy, thôi làm thế này là đồ để còn lại để tao ủ nốt cho xong mai tao mang đi rồi nộp cho cô nhá. Tham gia câu lạc bộ cùng chúng mình nhé.